Dự án nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, gọi tắt là nhà hát Thủ Thiêm, với mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng vẫn chưa thể khởi công sau 6 năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gần đây đã báo cáo Bộ Tài chính về tiến độ dự án. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và khó khăn về ngân sách, dự án chưa được bố trí vốn đầu tư trong các năm 2021 và 2022 đến năm 2023. Dự án nhà hát Thủ Thiêm được bố trí vốn đầu tư công là 1,6 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân chi thưởng cho các đơn vị đạt giải trong cuộc thi ý tưởng phương án thiết kế kiến trúc nhà hát Thủ Thiêm. Tuy nhiên, cuộc thi này không có giải nhất và giải ba, ban tổ chức trao 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 700 triệu đồng và 2 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng. Trong đó, 2 giải nhì thuộc về liên danh các công ty gồm Công ty tư vấn thiết kế Studio Milu tại Pháp, Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Hà Nội, Việt Nam và Công ty GMP International GmbH, Đức. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang chuẩn bị để khởi động lại dự án nhà hát Thủ Thiêm trong năm 2023.